Giới thiệu đến quý vị những tình khúc của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Trước khi giới thiệu đến quý vị những tình khúc tiếp theo, Nguyễn Cường xin được giới thiệu đến quý vị đôi nét về cuộc đời cũng như sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Thưa quý vị, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, ông sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1960 tại Sài Gòn, là thứ năm của ông Hoàng Cao Tăng, cố giám đốc của Đài Phát thanh Pháp Á. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, anh học nhạc từ nhỏ, anh tự học qua sách là chủ yếu và đã biết đánh guitar từ khi còn rất nhỏ. Năm 13 tuổi thì anh đã bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên cho ca khúc đầu tay của anh. Đó chính là ca khúc Cô Hái Mơ, được phổ từ một bài thơ của Nguyễn Bính. Nhưng có thể nói phải đến khoảng 15 năm sau, tức là khoảng năm 1987, khi đang định cư ở tại Úc, thì lúc đó anh mới hoàn tất ca khúc này một cách trọn vẹn mà cho đến bây giờ quý vị cũng đã rất yêu mến. Thưa quý vị, album đầu tay của anh được sản xuất lần đầu tiên ở tại Mỹ, mang chủ đề là Lời Tình Buồn, được sản xuất vào năm 1986. Ở tại Việt Nam, sau khi tốt nghiệp phổ thông ở trường Bế Tức Ký, thì anh đã sang định cư, nơi đầu tiên định cư là ở tại Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm. Và với nỗi nhớ nhà da diết cũng như với những cuộc tình chia xa, anh đã cảm xúc để rồi rất nhiều những tình khúc của anh đã ra đời. Chúng ta có thể kể đến một số những tình khúc được anh viết trong khoảng thời gian này như Trả Lại Thoáng Mây Bay, Đêm Tha Hương, Giáng Xưa, Xuân Mơ, Đêm Hoàng Lan, được phổ thơ của từ một bài thơ của Trần Dạ Từ, Lời Cho Người Tình Xa, Tình Em, vân vân. Năm 1982, anh sang định cư ở tại Úc và trong thời gian này, đây có thể nói rằng thời gian cao điểm để anh viết rất nhiều những tình khúc nữa ra đời. Và cho đến bây giờ, với hơn 60 tình khúc đã đem đến với chúng ta rất nhiều những cảm xúc, từ những giai điệu sang trọng đến những giai điệu mang âm hưởng dân ca từ Bắc Bộ cho đến Nam Bộ. Mà trong chương trình ngày hôm nay, với khoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ tại phòng trà ATB, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những tình khúc thật tuyệt vời của anh trong đêm hôm nay. Thưa quý vị, anh là một người luôn luôn có hơi hướng muốn trở về với nguồn cội, với quê hương. Chính vì vậy mà trong thời gian gần đây, rất nhiều những bạn bè thân hữu của anh đã thường xuyên gặp anh ở tại Sài Gòn. Anh vẫn mong muốn được ở lại với quê hương của mình càng lâu càng tốt, thưa quý vị. Thưa quý vị, đó là những tình cảm của những người con tha phương và những cảm xúc của anh để rồi những bản tình ca, những bài hát đã ra đời. Còn bây giờ, trở lại với chương trình, Nguyễn Cường xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nữa của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, nhạc phẩm mang tựa đề Du Em Ngày Tháng Chia Xa.
chúng ta cùng chào đón tiếng hát của ca sĩ Anh Xuân.